Từng bước chân thảnh thơi. As much as you can, from morning to the night, we start from the 9 o'clock until 10 o'clock in the afternoon. We have a different session teaching you how to maintain the happiness, how to discover your true nature, how to live by yourself, and how to enjoy the happiness. Giọt nước cam lộ tưới mát cho tâm hồn của người Phật tử hiếu đạo. Con xin đại diện chư ni hôm qua chào tất cả Phật tử một tràng pháo tay thân mật. Chi tâm đành lễ thập phương tam thế chư chí tâm đảnh lễ thập phương tam thế chư Phật. Chí tâm đảnh lễ thập phương tam thế chư khi có các bác đi tới chùa thì việc đầu tiên đó là chúng ta nói tôi có lòng, có tấm lòng muốn đi tới chùa. Thế hỏi tấm lòng đó là cái gì thì không trả lời được. Ai biết cái tấm lòng của mình là như thế nào? Ý muốn. Ý nè. Giờ thử thử đi, ý là sao? Gì nữa? Thí dụ như ta thấy có một người nghèo tàn tật, nó muốn cho tiền, nên tôi có cái tâm, phải không? Cái đó là cái gì? Hả? Không, thí dụ như mình thấy một người nghèo mà tàn tật này kia muốn cho tiền, cái đó là cái gì? Lòng nhân. Cái từ chứ gì? Bằng từ chứ gì? Ý là từ là gì nữa? Tâm là nó gồm có những cái gì? Quý vị cứ nói hết đi. Nguyện. Hả? Nguyện. Nguyện á? Gì nữa? Niềm tin. Niềm tin. Gì nữa? Dạ? Hạnh. Chúng ta đang nói cái tâm nha. Cái tâm này quý vị hiểu như thế nào? Ví dụ như đi tới chùa, nói tôi có tâm muốn tu Phật. Cái tâm là tâm gì? Tôi thấy một người nghèo tàn tật ở ngoài đường, tôi muốn cho cái bánh, thì nói tôi có cái tâm. Rồi á, cái ông kia, ông thấy cô con gái, ông nói tôi cũng thương cô gái vậy. Cái đó là cái tâm hay không tâm? Cái đó là cái tâm. Dạ? Duyên. Tâm còn có những cái gì quý vị cứ nghĩ ra hết đi. Còn gì nữa? Mới lý này, cho. Cho. Offer này. Còn gì nữa? Cho, offer. Gì nữa? Ý, từ, nguyện, niềm tin, hạnh, thương, duyên, offer. Sự suy nghĩ. Dạ? Suy nghĩ. Suy nghĩ. Suy nghĩ cái gì? Tâm mà. Thí dụ như bây giờ mình nói cái tâm thì làm sao mình nói cho người ta hiểu? Hoặc là mình làm cái gì mà nói là dính tới cái tâm? Thắp một nét nhang lên có phải gọi là cái tâm không? Thì cái đó là cái gì? Hành động. Kính.
Rồi gì nữa? Ai nghĩ ra thêm gì nữa? Là ngôn ngữ giới hạn học riết bất chữ đầu hết trường. Tự nhiên quên không phải chứ? Tự nhiên quên, hay quá ha, tự nhiên quên. Tâm đạo. Tâm đạo. Rồi, tâm đạo. Tôi không biết nó là cái gì mà tôi cứ ghi đây. Tức là tâm hướng thiện. Hả? Tâm đạo hay tâm hướng thiện. À thì tâm hướng thiện, nhưng mà bây giờ nói khi nói tới tâm á, quý vị nghĩ như thế nào? Đó là vấn đề. Nếu chúng ta không nắm được cái này thì chúng ta sẽ đi lạc. Quý vị thật là giỏi. À xin lỗi bác tính nói tâm là gì? Nãy giờ chờ ý kiến của bác đó. Vị hiền thiện tri thức. Không, bác đây nè. À, để suy nghĩ trước này. Biết. Một vị thiện tri thức. Có người nói là tâm đạo, có người kính ý, từ nguyện, niềm tin, hạnh, thương, yêu, duyên, cho gì đủ các thứ. Tất cả những cái này, nếu xét cho kỹ đi, bản chất của nó là cái biểu hiện của tâm, cái manifestation của cái sita, cái bông, cái tâm này. Thí dụ như quý vị mở đèn lên thấy đèn sáng, hỏi điện nó như thế nào, thì quý vị không có mô tả điện, mà quý vị nói đèn sáng nè, âm nhạc nè, máy tivi nè, cái này cái kia đủ các thứ, tức là nói những cái thứ này thôi chứ gì, chứ không nói cái điện. Tức là nói cái biểu hiện của tâm, cái manifestation, tức là cái nó hiện ra của tâm. Chứ quý vị có nói cái tâm đâu. Chúng tôi học mấy chục năm rồi chẳng biết cái tâm là cái gì, là nữa bây giờ đang đi cầu quý vị giải thích giùm. Ngài Huệ Khả quỳ ba ngày ở ngoài sương tuyết, hỏi Tổ Đạt Ma có một câu, Tổ chỉ cho con cái tâm. Tại sao? Nguồn gốc như thế này. Ngài Huệ Khả chính là Thần Quang. Khi Ngài Thần Quang thuyết pháp kinh Pháp Hoa, chư thiên rải hoa cúng dường và hoa sen đảo mùa đông, thì Tổ Đạt Ma mới tới hỏi về chư pháp của ông giảng như vậy có liễu đoạn sanh tử không? Tại vì chúng ta tu Phật, chúng ta cần cái sanh tử thức khắc vấn đề, có liễu đoạn sanh tử. Thế Ngài Thần Quang nói pháp của ta là pháp Phật, mà ta giảng là chư thiên cúng nhiều hoa, mà sao ngươi lại nói mà không có liễu đoạn sanh tử? Quý vị nắm rõ chưa? Thế thì Tổ Đạt Ma mới hỏi như thế này: kinh là văn tự, văn tự là hữu vi, sanh tử là vô vi. Làm sao ông lấy cái hữu vi ông giải quyết cái chuyện vô vi? Nó không được. Tức quá, cầm cái sông chuỗi mà hồi xưa đó, các vị đi tu là cái sông chuỗi bằng sắt, cái cục bằng sắt, nó không phải bằng như bây giờ bằng cục ni lông đâu. Cầm quất vào mặt Tổ một cái, rụng hai cái răng trước. Tổ bi khi rụng hai cái răng tính nhổ xuống dưới đất, nhưng mà chợt nhớ lại trong kinh nói là khi một vị thánh tăng mà rớt một cái răng xuống là 3 năm ở đất ở hạ thánh. Ngài trải lòng từ, Ngài trải lòng từ, Ngài nuốt cái răng đó vào, Ngài không nhổ xuống, tại vì nhổ xuống sẽ hạ thánh 3 năm. Ngài trải lòng từ, cái tâm từ lớn như vậy, Ngài nuốt vào, Ngài bỏ đi, Ngài không nói. Sao nhắn? Tối đến, Ngài Thần Quang á, nằm thấy ông Thổ Địa. Ông lên ông nói:
ông thầm, tại vì thánh tăng mà lên thầm. Ông thần quan nói, ông hứa với tôi, ông chỉ cho tôi tổ, tôi kiếm ngoài không có, ông nói dốc. Ông thần, ông thổ địa, ông thần đất, ông mới nói, ông gặp tổ là ông bánh người ta nên mà ông có tư cách ông gì kỳ cục vậy. Tôi dẫn tổ tới gặp ông rồi ông quánh tổ, ông này hỏi ông tổ là ông nào, nó kêu ông quánh một trưa đó, nghe hết hồn đi kiếm, lên trên núi, thấy tổ đang ngồi quanh mặt một bách, ông đứng ngoài cửa đồng, sương nó xuống, tuyết xuống, quỳ ba ngày, tổ thấy quỳ ba ngày, tổ nói chà cái này cũng khá khá, dám quỳ ba ngày, dám xả thân vì pháp. Giám xã thân vì pháp. Cho nên mới quay lại, mới hỏi nhỏ. Ta nói cho người biết, ngày xưa chư tổ, chư thánh tăng muốn tầm đạo phải xã thân cầu pháp. Người quỷ có ba ngày không có ăn thua gì hết. Người ta xả thân cầu pháp trong vô lượng kiếp, tức là hết kiếp này tới kiếp kia đều xả thân. Và Đức Phật cũng thế, Ngài đã xả thân trong vô lượng kiếp, Ngài mới chứng quả nổi. Nó không còn dính cái ngã, ngươi quỷ có ba ngày thôi. Rồi tổ lại còn thòng thêm câu nữa, chừng nào tuyết đổi màu đỏ, ta mới giảm đạo cho ngươi. Thế ông kia không nói, tổ không chỉ cho con được rồi. Ông nghe nói vậy, ông vào trong cái cửa động, tại vì cái hang động á thì nó lúc nào cũng để có một cái đao để ngừa mà cọp beo nó tới thì tổ cầm á dơ để nó sợ nó chạy, hâm dọa nó thôi. Ông cầm cái đao, ông lấy tay trái ông chặt một cái đứt tay phải, cầm tay phải ông dâng lên tổ, nói bạch tổ, con có vật xin cúng dường, cúng cánh tay, chặt cánh tay cúng dường. Khi ông chặt cánh tay á, thì tại vì thần quan cái tánh nóng mà, dám cầm cái sông suối độc vào mặt tổ mà đâu có sợ gì đâu, tánh rất là nóng. Cho nên quý vị thấy là tu chứng thì tu chứng, nhưng mà tánh nóng thì vẫn nóng. Cho nên phải hiểu cái nóng và cái tu chứng không hề có dính mắc gì tới nhau hết. Tại vì nó đều là năng lượng. Thấy chưa nào? Hiểu cho kỹ cái chỗ này thì mới thấy dâm nộ si chính là Phật tánh, còn nếu không hiểu thì lạc đường ngay. Hiểu thì quán chiếu nó thì biến cái dục trở thành ra cái có lợi, còn không có thì lửa thì đốt nhà, mà lửa thì nấu nước sôi, lửa nấu nước pha cà phê, lửa đốt nhà thì tùy, tức là cái dục của cái chân tâm. Thế thì khi ông chặt cánh tay, ông cầm cánh tay ông giơ lên tổ, bạch tổ, con xin cúng dường. Tổ nói bây giờ xả thân phải không? Con cúng dường này, cúng dường cánh tay này, chứng tỏ là con dám xả thân. Tổ nói à giỏi ạ, chưa hết, máu nó rớt xuống và từ cánh tay nó rớt xuống, tuyết nó đổi màu đỏ. Ông lấy tay trái vứt tổ, vứt tuyết lên, nói bạch tổ, bây giờ tuyết đã đổi màu đỏ. Tổ hồi nãy nói tuyết đổi màu đỏ tao mới chỉ, giờ tuyết đổi màu đỏ thiệt, nói sao anh sám. Cho nên buộc lòng phải chỉ. Tổ nói ngươi thắc mắc cái gì? Ông tự nhiên hồi nãy nóng á, cầm dao chặt, đâu có thấy đau, tại cái tính nóng là xả thân mà không biết đau. Nhưng mà khi chặt rồi á, bắt đầu nó thấm, không? Nó thấm nó đau á, thì lập tức tâm xuống sàn. Tại vì cái tâm mà chúng ta có là cái tâm phan duyên, tâm theo cảnh, tâm theo sáu căn. Mà khi sáu căn nó dính tới sáu trần thì nó sinh ra niệm. Cái tay đau thì tự nhiên cái niệm nó xuống sàn. Ông xuống sàn của ông thấy công an, ông mới nói bạch tổ, tâm của ông không an. Tổ mới nói vậy thì nhà ngươi lấy cái tâm nhà ngươi ra đây ta an chỗ. Ông quay trở lại, ông kiếm hoài không thấy cái tâm đó hết. Bạch tổ, con kiếm hoài không thấy nó, hồi nãy nó, con thấy nó làm màn, nó sốt sao nó làm con khó chịu, con bây giờ nó kiếm ngoài không có. Tổ nói ta an tâm cho ngươi rồi. Vậy thì cái tâm đó là tâm gì? Sao? Tất cả những cái mà chúng ta gọi là tâm đấy là tâm phan duyên, tức là cái biến tướng của cái thức, biến tướng của cái thức.
nó biến tướng của cái thức, cho nên chúng ta thấy, chúng ta tưởng cái đó là cái tánh biết của chúng ta, nhưng mà thực sự nó chỉ là cái dụng của cái thức. Nó còn tệ hơn cái dụng của chân tâm đó. Cái thức này do căn trần mà có thấy nó đâu, không thấy được cái thức, chỉ thấy cái dụng của cái thức thôi. Đó nè, cho nên cái xuống sang là cái hậu quả của cái thức, cái dụng của cái thức, cái sống của cái thức. Mà cái thức chính bản chất của nó đã là điên đảo rồi. Tại vì cái thức là do căn trần nè, cho nên chính cái thức đã là điên đảo, mà cộng thêm cái dụng của cái thức là cái điên đảo, cộng thêm cái điên đảo nữa. Thế thì chúng ta, mà cái chúng ta gọi là biết, rồi cái gọi là trí này nè, nó kẹt cái chỗ vọng này, không? Thế thì cái tâm mà thường thường chúng ta nói á, như hồi nãy chúng tôi viết mấy chữ nè, cái tâm gốc của nó, rồi có tâm từ, có kham nhẫn, có xả. Thế thì khi tổ trả lời cho ông Thần Quang, tổ nói hãy lấy cái tâm ra ta an cho. Mà ông kia năn nỉ quỳ ba ngày tổ không thèm trả lời, mà tại sao chặt tay rồi tổ lại trả lời? Quỳ ba ngày năn nỉ hiếu kiết, tổ không thèm trả lời, mà chặt cánh tay cúng dường tổ lại trả lời, tại sao vậy? Tại sao? Hả? Không, tổ không phải. Không. Cái chuyện ông ca chặt cánh tay thì tổ có cái chuyện nhỏ. Tổ đã xả thân tổ rồi, tổ đâu có quan trọng. À, biết con người đó tha thiết cầu đạo. Nhưng mà cái tấm lòng mà thấy người ta tha thiết cầu đạo rồi đáp ứng thì cái tấm lòng gọi là cái gì? Từ. Không, từ là cái nãy nói rồi. Bi mà. Bi mẫn. Thấy người ta tha thiết cầu đạo, dám xả thân cầu đạo, nên mình khởi lên cái tâm đáp ứng, cái tâm đó gọi là tâm bi mẫn. Rõ ràng chứ? Thế thì trong cái tâm này nè, nó gồm có cái chân tâm của nó, có từ, có bi, có kham nhẫn, có xả. Trong cái tâm nó có luôn cả cái sáu căn sáu trần và cái điên đảo, cái vọng ở trong cái biết đó. Bắt đầu rối rồi phải không? Hơi rối rồi, nhìn thấy là bắt đầu rối rồi. Cái thức á, là do chạy theo căn trần, cho nên khi người chết cái căn này nó hủy đi rồi thì cái thức này không có dụng, nó cũng không, nó chỉ còn có cái trí thôi, cho nên cái điên đảo này nó cũng dứt luôn. Có phải đợi tới chết mới dứt cái đó không? Đợi tới chết dứt thì muộn rồi phải không? Cho nên người tu ngay lúc sống dứt cái vọng này. Muốn như vậy thì phải tu từ bi, hỷ, xả và kham nhẫn. Thiếu kham nhẫn không được. Khi Ngài Huệ Khả nói với Tổ Đạt Ma rằng tâm con không an, thì Ngài nói theo cái trực tâm, tức là thấy nó xuống sàn. Và tâm của Ngài Huệ Khả từ xưa đến giờ, tức là Thần Quang, đó là tu bao nhiêu năm rồi thì tâm nó rất là định, giảng kinh Pháp Hoa và nó vào trong chính định để giảng, cho nên chư thiên mới cúng dường. Thế nay mà chặt tay cúng dường rồi, tất nhiên cái tâm xuống sàn, tức là cái tâm đó tâm phàm duyên, cái tâm không thật. Nhưng mà Ngài Huệ Khả vẫn chưa nhận diện ra được cái vọng. Ngài cứ nghĩ rằng cái xốn sang, cái đau đấy chính là cái biết. Cái biết của cái chân tâm, cho nên nó mới thấy xốn sang. Quý vị cẩn thận nhé.
Vì Ngài Huệ Khả nghĩ rằng cái đau á, cái súc sanh á, nó là phản ảnh của cái chân tâm. Cái chân tâm nó đã vào trong định rồi, nó biết cái đau á, nó súc sanh, cho nên cái vọng của cái chân tâm. Mà không thấy được rằng cái vọng ấy chẳng qua là của cái thức, chứ không phải của cái chân tâm. Cái thức là cái biết của căn và trần. Hễ trần thay đổi thì căn nó cũng khác. Bây giờ mở đèn lên thì thấy khác, mà tắt đèn đi thì quý vị thấy khác phải không? Đánh tiếng chuông nè, quý vị nghe khác phải không? Giờ không đánh nè, quý vị nghe khác phải không? Tức là những cái biểu hiện ở bên ngoài, sắc thinh hương vị xúc, và căn cứ nơi sáu căn. Một là trần thay đổi, hai là căn thay đổi, thì thức cũng thay đổi. Con mắt bây giờ đang nhìn thấy mà đột nhiên con mắt nó mù đi, thì mất căn đi chứ gì, mất nhĩ căn. Thì mặt trần nó vẫn còn đó, nhưng mà thức thay đổi, cái biết nó thay đổi chứ. Rồi bây giờ căn vẫn còn, con mắt vẫn còn, mà tắt đèn tối đủ, tối hù hết, tức là trần thay đổi. Căn vẫn còn thì thức cũng thay đổi chứ. Đánh chuông nghe khác là trần thay đổi, phải không? Đánh chuông nghe khác mà không đánh chuông nghe khác thì trần thay đổi, mặc dù căn vẫn y nguyên, cái lỗ tai chúng ta vẫn y nguyên, nhưng mà cái thức này nó khác chứ. Nghe tiếng kêu hay không nghe tiếng kêu chứ, phải không? Cho nên cái này á, là cái nó động chứ không phải nó tĩnh. Cái chân tâm thường trụ là cái căn bản trí này nó bất di bất dịch, nó không có thay đổi. Cái này thay đổi thường xuyên. Ở trong thuật ngữ của computer đó, thì nó có một cái nó gọi là static memory, một cái nó gọi là dynamic memory. Dynamic memory là khi tắt máy thì nó mất hết luôn, phải không? Tức là nó vào trong cái bộ nhớ của máy computer để nó làm việc rất là nhanh, nhưng mà nó gọi là dynamic memory, thì khi tắt máy thì nó mất luôn. Tắt máy nó mất, cho nên nó bắt buộc nó kêu mình phải save trong cái file nào đó, trong cái hard drive. Thì cái mà thường thường mình dùng ở trong máy computer đó, mình làm rất là nhanh, thì nó chỉ nằm ở trong cái dynamic memory thôi. Ở đây có chuyên gia về vi tính để biết. Thế thì Ngài Huệ Khả lầm ở cái chỗ này nè, lầm rằng từ cái chân tâm thường trụ thấy cái đau, biết cái vọng. Nhưng mà tổ nói cho thẳng rằng cái mà ông biết thực sự ra là cái biết của thức. Tức là ông chặt tay thì cảm giác xúc chứ gì, phải không? Xúc là một trong cơ quan của con người. Chặt tay thì khi chặt tay cái xúc đó, nó tạo ra cái thức này nè, tức là cái biết của cái đau. Nhưng mà thực sự ra là cái đó là của căn trần, chứ không phải từ căn mặt trí. Cái đó là vọng của cái này, chứ không phải vọng của cái này. Nó không phải trong cái thể dục của cái này. Cái này cũng có thể dục, thức cũng có dục, mà cái chân tâm cũng có dục nữa. Nó gọi là duy tâm sở hiện đó. Hai cái này nó đều có vọng hết. Ngài Huệ Khả vì lầm tưởng rằng cái vọng này của cái chân tâm, cho nên mới đi tìm. Nhưng mà tìm á, thì không thấy. Tại vì cái thức á, nó là cái loại biến động mà. Nó giống như dynamic memory, tắt máy là nó mất tiêu rồi, nó không có lưu trữ. Cái bộ nhớ của chúng ta cũng vậy. Một sát na trước không có lưu lại trong bộ óc đâu. Những cái gì lưu lại là nằm trong A-lại giải thích, tức là cái hard drive, cái ổ cứng. Còn cái loại mà sáu căn trần thức này đó, đến nó đi, tắt máy mà không save vào trong cái hard drive là vứt đi, nó không có.
thì cái loại đó là thức, còn cái loại nó lưu trữ lại mới gọi là a la hán. Cái gì làm cho cái thức này lưu lại trong a la hán? Hả? Tự lặp lại. Cái gì làm cho cái thức, tức là cái căn trần giao thoa đưa ra cái thức là cái biết của căn. Cứ tạm gọi vậy đi, cái biết của căn. Thí dụ cái tai nghe thì cái biết của tai, cái mắt nhìn thấy là cái biết của mắt. Thế thì cái biết, cái thông tin đó nó lưu trữ lại trong a la hán. Nhưng mà cái gì tác động làm cho nó lưu trữ lại trong cái a la hán? Thì lặp đi lặp lại mà nếu tôi cứ để ở cái dynamic memory này thì nó đâu có thua gì. Nó phải có một cái động tác, chẳng hạn như sư cô muốn nhấn cái máy phải để là save vào chỗ nào thì nó mới save. Hả? Không. Hành mà không có tác ý thì cũng không tạo nghiệp, chúng ta học rồi. Tác nè. Cho nên á, những bài đầu chúng tôi yêu cầu quý vị cái gì không hiểu là hỏi liền. Cho tới giờ này mà nói hành mà xem đó là tối nay giảng sư Quỳ Nhan chết luôn. Không làm tròn sứ mạng. Lái xe đụng người ta chết, không có ý giết người. Nhân quả thì có nhưng mà nghiệp thì không. Tại vì không có tác ý, không có ý giết người. Luật pháp của thế gian cũng vậy, cái đó là tội ngộ, cố sát, đâu phải tội cố sát đâu. Tôi chỉ hỏi là từ cái thức này nè, do căn trần, cái biết của căn ba trạng với trần nó ra cái thức. Thế thì cái thức này là cái biết, nhưng mà làm sao để cho cái thức này nó ghi vào trong cái lại da? Đâu có tự động nó ghi, nó không tự động. Chính xác, nó nhờ mắt, mắt ma, cái thằng thứ bảy á. Thức thứ bảy, mặt na nó rất là khôn ngoan, nó nhanh nhẹn lắm, nó phân biệt, nó nhìn cái nó nói ở đúng sai phải trái trắng đẻ trắng đen thương ghét là nó. Và nó khi nó phân tích thì lập tức nó nhét vào trong ba lại. Nếu nó không phân tích thì nó qua liền, mà nếu nó nhảy ra nó phân tích thì lập tức nó rớt vào trong này, tại vì nó gọi là tình tưởng mà. Hả? Tưởng thì lập tức nó rớt vào đây, nó phân tích ngay cái thức thứ bảy, tức là mặt na. Cảm ơn anh sư. Cái thức thứ bảy này nó phân tích nhanh lắm, thấy cái lập tức nó phân biệt liền trắng đen vàng đỏ rồi thương ghét rồi xấu đẹp đúng sai là chính nó rất là nhanh nhẹn, mà nó rất là quỷ quái. Thiện cũng nhất cũng là nó, cực ác cũng là nó, cực thiện cũng là nó mà cực ác cũng là nó. Thế nó đem đến nhất cái thông tin này là trong a la hán lưu lại đó. Thế thì cái tâm mà chúng ta học, như là ngài Huệ Khả nói, cái vọng đó là cái đau á, là cái vọng của cái biết, tức là bị chặt tay á, thì cái đó là do căn trần đưa vào trong a la hán. Cũng đi tìm cái thứ này sẽ có, tại vì nó là trong thể động mà. Máy computer mà tắt máy cái là nó mất luôn cái những cái gì đã đang làm. Có khi nào mình làm cái gì đó, mình xem cái phim gì đó rồi cái mình đóng cái máy tắt lại rồi mở ra thấy nó còn không? Không. Khởi động máy trở lại làm sao? Cũng phải đi tìm cái gì mình muốn tìm lại để tiếp tục xài. Còn những cái mà hồi nãy mình thấy như phim ảnh hay cái gì ở trên mạng hay là trên internet đó, là nó mất hết. Nó đâu có lưu trữ lại. Chỉ trừ trường hợp mình save ở trong cái hard drive. Save trong cái hard drive thì phải qua cái thằng thứ bảy này là mà nó thích. Thế thì cái khó của cái này á, khó của cái tâm nó làm sao biết rằng cái vọng này của thức hay là của căn bản trí. Nếu nó là cái vọng của căn bản trí thì nó là cái dục của duy tâm sở hiện, cái tâm bằng chân tâm thường trụ. Còn nếu cái vọng của cái thức á, thì nó là cái dục của thức. Hai cái này cách xa nhau một trời vực. Chư thánh hiền và chư Phật đều sống ở trong cái tâm này, chân tâm thường trụ không liền. Các ngài chỉ dùng thôi, thò tay ra làm việc này, thò tay ra làm việc kia, nhưng không có tác ý. Tất cả đều ở trong cái sự thanh tịnh này.
chúng sinh sống ở trong cái thức điên đảo rồi lại làm thêm cái dục nữa, tức là sống ở trên trên sóng, điên đảo ở trên điên đảo. Cho nên nó chấp rằng cái này ấy, chính là cái tâm. Tôi đi chùa thì trong đó có tác ý nè, có hành nè, căn trần nè, rõ ràng chứ, có tác ý có hành. Đừng nói đi chùa mà không có nghiệp, nghiệp chứ, nghiệp thiện. Quý vị đừng có nghĩ nghiệp là chỉ có ác, nghiệp có nghiệp thiện, nghiệp ác. Mà chúng ta học rồi, có nghiệp không thiện, không ác, chúng ta học rồi. Cho nên khi có tác ý thì tạo nghiệp. Hành động đó lại được lặp đi lặp lại nữa. Cho nên đi chùa thì có phước. Quay trở lại đây mai mốt là tất cái chùa lớn hơn, làm sư cô, làm lên tới sư bà. Nhưng mà nói liễu đoạn sanh tử thì quên đi. Chuyện xa lắm, tại vì không thấy được cái vọng đó là của thức hay của trí. Tổ về lên gặp Tổ Đạt Ma, nói con tìm mãi không thấy cái tâm ở đâu. Tại sao tìm mãi mà không thấy? Trong lúc không tìm thì thấy, không tìm thì thấy. Tại vì để cho cái tâm nó phân biên theo theo điên đảo, theo cái vọng này nè, tưởng rằng đó là cái thường trụ, tưởng rằng cái đau á, cái tâm mà điên đảo, cái tâm vọng lăng xăng á là thường trụ, cố tình đi kiếm cái chân tâm. Ngài Huệ Khả cố tình đi kiếm cái chân tâm mà làm sao kiếm được? Kiếm là toàn là cái thức không, cái đau, cái xuống sang là cái biết của căn trần. Cho tới khi Tổ Đạt Ma nói, ông lấy cái tâm của ông ra đây cho ta. Tức là lúc bây giờ định cái gì? Gõ đầu cái cốt một cái, nói nè, ngồi xuống đi, coi kỹ lại coi. Ông lấy cái tâm của ông ra đây cho ta xem. Thì ý nói, này đừng có lăng xăng, ngồi xuống đi. Ý của Tổ là như vậy. Mà ngồi xuống rồi thì chẳng thấy cái gì phát sinh hết, tại vì ở chỗ định không có thức nữa. Ở chỗ định hoàn toàn sống ở trong cái căn bản trí thì làm gì còn thấy vọng. Kiếm ra nó không phải mất, nó không có mất đâu. Chúng ta bị ngũ uẩn đánh lừa, ngài Tổ Huệ Khả bị ngũ uẩn đánh lừa, không sắc thọ tưởng hành thức, cho nên tưởng rằng cái lăng xăng ấy có thật, cái đau ấy có thật. Nó giống như hoa đốm trong hư không. Đức Thế Tôn trong kinh Thủ Lăng Nghiêm ngài nói rất rõ, cái hoa đốm á giống như là chúng ta nhìn con mắt chăm chú vào một chân không, nhìn vào một cái điểm này, rồi nhìn lâu á thì thấy nó mỏi mắt, nhìn lâu thấy nó mỏi mắt thì nó sinh ra cái hoa đốm. Đức Thế Tôn hỏi vậy chứ cái hoa đốm nó từ đâu lại? Thấy rõ ràng. Nhưng cái hoa đốm nó từ đâu ra? Nếu nói rằng cái hoa đốm từ mắt ra thì khi hết hoa đốm thì cái hoa đốm đó nó phải quay về mắt, kiếm trong mắt không thấy. Nếu nói rằng cái hoa đốm từ chân không mà ra thì khi hết hoa đốm thì cái chân không nó phải, cái hoa đốm phải về với chân không, kiếm ở trong chân không cũng không thấy. Thế thì cái hoa đốm nó ra, hoa đốm nó là cái ảo giác, vì con mắt mỏi cho nên thấy hoa đốm nó không thật, nó bị ngũ uẩn nó lừa mà. Cho nên khi lấy tay dùng cái mắt cho nó hết hết mỏi thì hoa đốm nó biến mất, nó không có thật. Các cảnh trần chúng ta sống là vợ con chồng vợ xe cộ nhà cửa là hoa đốm trong không ánh trăng trên trên mặt nước, chúng ta chấp nó là thật. Thở vào mà không thở ra được, thở ra mà không thở vào được thì là chấm dứt. Tức là hoa đốm trong hư không, những cái gì chúng ta đang nắm trong tay thì chúng ta thấy rất rõ nó như hoa đốm trong trong hư không. Thân cũng như hoa đốm trong hư không, chồng con cũng như hoa đốm trong hư không, nhà cũng như trong hoa đốm trong hư không. Tại vì nếu có ta thì những cái thuộc về ta nó mới thành vấn đề. Có ta thì mới có cái thân này, có nhà, có cửa, có vợ, có chồng. Mình mới nói tôi phải lo cái này, tôi phải quyết định cái kia, sao tôi nhức đầu quá, tôi nhiều chuyện quá. Kể cả đi tu cũng vậy, tôi phải ăn chay này, tôi phải chờ Phật tử nó tới này, tôi phải thắp nhang này, tôi phải tụng kinh sáng, tôi phải tụng kinh cho Phật nghe này, vân vân. Nhưng nếu giả sử thở ra mà không thở vào được, thân này còn vất đi,
thân này còn trở thành hoa đốm trống, chứ không thì chùa chiền nhà cửa vợ con tiền tài là cái gì? Là hoa đốm trống, chứ không. Nhưng mà chúng ta có tỉnh đâu, chúng ta chấp cứ ngắc là những thứ đó là của tôi, vợ của tôi, con của tôi, chồng của tôi, chùa của tôi, cái áo cà sa còn của tôi đó mà. Quý vị còn nhớ trong Kinh Pháp Cú không? Cái ông Tăng ông chết rồi, ông hóa ra con là con rệt để giữ cái áo cà sa mà. Thế thì cái chấp đó mới là quan trọng. Tại sao chấp như vậy? Tại vì ngũ uẩn đánh lừa, nó không thật mà chấp rằng nó thật. Thế thì cái biết đó chính là cái thức này, này mà nó bị cái điên đảo cho nên nó chấp. Và thường thường người ta đều nói cái ấy là tâm. Tôi có tâm lòng, tôi có cái tâm tôi cúng dường, tôi có cái tâm bố thí cho người nghèo, tôi có cái tâm thương yêu người nghèo, tôi có cái tâm thương trẻ con, có cái tâm. Mà hỏi ra thì những cái đấy là những cái thứ này này, tức là cái biến tướng của thức, cái vọng của thức. Bây giờ nói kính, kính cái gì? Ai kính? Hãy kính mà nói có tôi kính sư, tôi kính Phật thì có nhân, có ngã, có thọ giả, có đối tượng, có ta và có cái hành động, thì đương nhiên là có sự trao đổi. Rồi nói duyên cũng vậy, tất cả những cái này là đều là cái biểu hiện của cái mà chúng ta nghĩ là tâm, thực sự ra nó là thức. Cái này không phải là tâm, cái này là tâm phán duyên. Đặt tên nó là tâm cũng được, đặt tên nó là tâm cũng được, không sao, cứ chấp nhận như vậy đi. Nhưng mà cái này là tâm, tâm phán duyên. Nó không phải là chân tâm. Cái này gọi là tâm, nhưng mà tâm điên đảo, tâm phán duyên. Tức là có duyên rồi nó mới gá và nó sanh sanh tâm. Thí dụ tâm tham thì nó phải thấy vàng rớt đó, 500 kg vàng không ai để ý, rồi trời tối nữa thì mới khởi tâm ưa thích, đó là tâm tâm tham. Có ai là mắng chửi mình cái mình mới nổi tâm tâm sân. Thế tự nhiên mà nổi tâm sân là đang ngồi ngon lành, đang uống nước cam ngon lành, tự nhiên nổi sân. À, có người lại mắng chửi mình thì mới nổi tâm sân. Tâm tham, tâm sân, tâm si là ba cái loại tâm đều do duyên mà có. Tâm hỷ cũng vậy, tâm hỷ nó cũng phải có đối tượng nó mới hỷ, phải không? Vui cũng phải đâu phải tự nhiên vui nhảy lên nó tôi vui quá, phải không? Tức là phải được cái gì? À, được nghe một câu kinh hay, được nghe một bài hát hay, được nghe một lời khen thì mới sinh tâm tâm hỷ. Cho nên các loại tâm ấy chỉ là dạng biến của năng năng lượng mà thôi, cái dạng dạng đông của năng lượng, giống như là sóng và nước. Thế thì các cái tâm đó nói là nó không thật thì không đúng, tại vì nó phân duyên, nó sinh ra. Nói là nó không thật thì không đúng, mà nói là nó thật thì cũng sai, tại vì nó do duyên mà sanh ra cái tâm. Bây giờ chúng tôi lấy thí dụ ở đây, các chắc có một vài chị phụ nữ trẻ trẻ đổi đề tài chút xíu cho nó vui chút xíu, không nhưng có khô quá, thấy cái này khó nuốt, thấy quý vị ngao ngán là khó nuốt không. Rồi nói cái tâm này lạ lắm, quý vị chưa từng nghe, phải không? Trong kinh sách chưa nói đâu ạ. Hôm nay sư Minh Tâm nói cho nghe nha. Tâm ghen. Ở trong này có nhiều chị có chồng rồi. Mấy bác già thì bây giờ chẳng có ghen đâu, ổng đi đâu cho ổng đi luôn. Không có ghen, nhưng mà hồi trẻ cũng có ghen phải không? Có không? Có chứ không có, chồng mình mà đi kế bên cái bà nào là cũng nổi ghen.
có nhiều khi thấy cái bà đó xấu hơn mình cũng ghen như thường, phải không? Nhưng mà ở đây có mấy chị trẻ này chắc chắn là ghen. Thế tâm ghen này nó ở đâu mà ra? Phải hiểu thì mới quý vị mới hiểu được cái tâm, rồi mới hiểu được Bồ Đề Tâm. Còn nếu quý vị không nắm được những cái bây giờ, khi đi vào Bồ Đề Tâm chịu thua, lạc lối ngay. Tâm ghen này từ đâu mà ra? Có đối tượng. Đối tượng. Đối tượng này là khách mà. Nó có phải chủ đâu mà tại sao ghen? Nó không phải là ta. Đối tượng là bên ngoài là khách. Khách đâu có phải là chủ đâu mà dính gì ghen? Không phải cái của ta mà sao ghen? Chấp. Cái gì nữa? So sánh. Yêu thương. Yêu thương. Thủ. Có khi nào quý vị ghen mà không giận không? Sân. Chính xác, sân. Người nào mà không sân thì không ghen, ghen mà không sân thì không phải là ghen. Ghen phải có sân chứ. Chúng tôi thấy nhiều bà, bộ tủ cha mày mày đứng gần chồng bà, mày tới số với bà, cái đó là gì? Sân chứ. Sân đó ràng phải không? Phải có sân ở trong cái ghen. Nhưng mà đầu tiên làm sao có cái ghen? Tức là phải có thủ nè, phải không? Tức là chấp nhận cái đó là của ta, tức là tham. Ai đụng tới cái của ta thì nổi sân. Mà tại sao có tham có sân khi biết rằng các pháp đều như nguyện? Tại sao mà không biết? Si. Cho nên cái tâm ghen nó gồm cả ba cái tâm kinh khủng quý vị. Ở đây có ai ghen? Tâm tham nó gồm, tâm ghen nó gồm có tâm tham, tâm sân, tâm si, ba cái tam độc đều dính ở trong cái tâm ghen hết. Tham sân si nằm ở trong cái tâm ghen. Cho nên những vị nào còn trẻ trẻ mà có chồng đó, nó hơi đi kiếm của lạ đó thì đừng có phiền. Mình nổi lên cái tâm ghen là lập tức có tham sân si. Tức là có đối tượng phải không? Có đối tượng, có so sánh, rồi có chấp thủ. Và cái điều quan trọng là phải có sân. Không có sân không được. Sân đó là một dạng của năng lượng. Mà cái năng lượng này nó vi diệu vô cùng. Ở Đức Thế Tôn nó có bốn việc nhỏ không nên coi thường. Một đốm lửa nhỏ đốt cả cái rừng. Một đốm lửa sân đốt cả rừng công đức. Tu 50 năm mà chỉ cần nổi sân một sát na thôi thì bao nhiêu công đức đổ xuống dưới biển hết. Dạ? Ủa vậy hả? Có tâm sân nó rung trọng. Giờ tôi mới biết á. Trừng phạt. Trừng phạt hả? Tại sao trừng phạt? Mà nếu nó rung trọng rồi mất rồi đâu còn trọng nữa đâu. Như vậy tức là mình si quá phải không? Thấy rõ ràng không? Mặc dù biết cái đồ đó là của mình mà mình đốt bỏ đi thì đâu còn của mình nữa phải không? Nhưng mà vẫn đốt, tức là si gì? Tại sao vậy? Vì sân. Cái cường độ của sân càng cao thì cường độ của si càng cao. Đường biểu diễn như vậy. Si càng tăng, sân càng tăng, tham càng tăng, cái nào nó cũng tăng hết. Mà tham giảm thì sân giảm, si giảm. Nào thế thì cái tâm ghen là nó gồm có phải có đối tượng. Quý vị rõ chưa? Nó phải có đối tượng. Nếu không có đối tượng thì nó không ghen. Có đối tượng nào? Tại sao nó biết đối tượng phải là nó mà nó vẫn ghen? Tại vì nó si. Tại sao nó si? Vì nó vô minh phải không? Nó là cái gì? Vì vô minh. Quý vị nhớ dùng cho thập nhị nhân duyên sanh tử luân hồi.
vô minh là đầu mối của sanh tử. Nhưng mà chỗ nào có vô minh tức là do ái. Đức Thế Tôn đã dạy, hãy có ái nhiễm thì có vô minh. Trong Kinh Tăng Chi Phật nói rất rõ. Bất kể ông đó là tiến sĩ, kỹ sư, bác sĩ, có học có bao nhiêu, giáo sư có bao nhiêu, nhưng mà hãy ông có dính ái ở trong đó là có vô minh. Ái đó có thể ái ngã, chứ không phải nhất thiết là ái người đẹp đâu, ái ngã. Ái ngã sợ, chiếc xe đó của tôi, cái bằng đó của tôi, cái bàn đó của tôi, ái đụng tới cái bàn đó của tôi là có chuyện. Cái ghế ngồi của tôi đó, người ta giành giật nhau cũng vì cái ghế mà, phải không? Giết nhau vì cái ghế mà. Thế thì ái là đầu mối của vô minh. Rồi vô minh mới tác động cái thập nhị nhân duyên sanh tử vô minh khổ não, cứ như thế. Tại sao Ngài Đơn Hà trẻ tượng gỗ, Ngài tới cái chùa đó, cái ông sư ở chủ chùa đó thấy tổ tới, thấy Đơn Hà là thánh tăng mà, đã chứng đắc rồi, mừng lắm. Thấy thánh tăng tới nhà, nói xin lỗi chứ bây giờ tôi mà gặp thánh tăng, bảo tôi chặt đầu tôi cũng chặt liền. Tại vì mình mong có một vị thánh tăng để chỉ cho mình cái thoát ra khỏi sanh tử luân hồi. Cho nên khi Ngài Đơn Hà tới là Ngài biết cái ông này sắp chứng đắc, nhưng mà ông còn kẹt chút xíu. Ngài nói trời lạnh quá, ngươi đi kiếm gỗ cho ta, ta sưởi. Ông đi kiếm vào, ông nói trời mưa, trời lạnh mà mưa quá, con không thế nào kiếm được gỗ, con ướt hết trơn. Tổ mới nói, à thế thì còn có ba bức tượng. Lúc nào ông có ba bức tượng gỗ rất đẹp thờ Phật. Ông nói vậy thì lấy một bức tượng xuống, ông xách cái búa bửa bức tượng ra, ông bỏ vào trong lò. Cái ông chủ chùa mới nói, ông trụ trì mới nói, sao Ngài dám chẻ tượng Phật? Ông ái tượng tượng Phật mà, phải không? Nay tôi nói cái chuyện Đơn Hà chẻ tượng gỗ cho ông xem. Đơn Hà chẻ tượng gỗ. Cái ông trụ trì ông mới nói, sao Ngài người tu hành mà dám chẻ tượng tượng Phật? Ông nói ta chẻ tượng Phật để đi tìm Ngọc Xá Lợi. Cái ông trụ trì ông mới nói, Ngài có điên không? Tượng gỗ làm gì có Ngọc Xá Lợi. Ông nghe cho kỹ nha, tất cả những câu này đều là thiền ngữ, tức là con đường dẫn tới chân lý, chứ không phải nói chơi đâu. Một ông á, thì nói rằng ta chẻ tượng gỗ để đi tìm Ngọc Xá Lợi, tức là đi vào trong sắc để tìm ra cái chân lý, để đi phá tan cái ngũ uẩn, đi vào trong sắc để đi tìm cái chân tâm. Đi vào trong sắc tìm được chân tâm không? Thấy không nè, chúng ta học bao nhiêu lần, mấy tuần nay rồi. Đi qua ngũ uẩn tìm được chân tâm không? Đi vào sắc tìm được chân tâm không? Ông nói ta chẻ tượng gỗ để đi tìm Ngọc Xá Lợi. Nói người bình dân thì ông nói ở cái chuyện đó là tổ nói bình thường, nhưng mà chúng ta tu thiền, chúng ta tu Phật, chúng ta đều biết đó là thiền ngữ, đó là bí mật của chư Phật. Không thể nào thông qua sắc để tìm cái chân tâm. Câu chuyện không phải đơn giản bình thường là trẻ cái đó rồi đi tìm Ngọc Xá Lợi, là cái chuyện con nít nó nói cũng được. Đây là tổ mà, một vị thánh tăng khi nói như vậy để khai ngộ cho một cái ông mê mờ thì Ngài có dụng ý khác. Không thể nào thông qua ngũ uẩn, không thể nào thông qua cái sắc thọ tưởng đó mà tìm được cái chân tâm. Tại vì tâm sắc ấy, sắc tâm ấy chính là vọng nè. Cho nên Ngài nói ta chẻ tượng gỗ để đi tìm Ngọc Ngọc Xá Lợi, tức là ta muốn ở trong cái sắc. Nhà ngươi có hiểu không? Ở trong sắc này nè, nó không có cái thứ gì hết. Nhà ngươi tưởng nó là quý, nhưng mà nó không có gì hết, nó chỉ là gỗ thôi. Ý thiền ngữ nói thẳng với cái ông chủ trì như vậy. Cái ông chủ trì á, ông vẫn còn ngơ ngác, tức là vẫn chưa đạt được cái vòng của thức. Do căn trần mà, bao nhiêu lâu nay ông cứ quỳ lại cái tượng Phật, ông nói Phật ơi, Phật ơi, Phật đang ngồi trên đó, con tụng kinh cho Phật nghe, con cúng cơm cho Phật thưởng, Phật hưởng, con cúng nhiều hoa cho Phật, con thắp nhang lên cho Phật, con tụng kinh cho Phật, mọi chuyện đều hướng về Phật. Nhưng mà thực sự hướng về đâu? Hướng về cái tượng gỗ. Ông thấy rõ ràng như này. Cho nên mê mờ chấp rằng thân đấy chính là cây miết, kẹt chỗ này. Cho nên tổ mới khai thị, tổ mới chẻ tượng gỗ. Tổ mới chẻ tượng gỗ, tổ mới ta chẻ tượng gỗ để đi tìm Ngọc Xá Lợi. Tức là ta thông qua cái sắc để ta chỉ cho nhà ngươi thấy cái chân tâm.
cái thứ đó nó không có thiệt đâu. Cái mà ngươi thờ, ngươi lạy bao nhiêu lâu nay là đồ giỏ. Nói vậy ông cũng chưa hiểu nữa. Ông nói bạch tổ, tượng gỗ làm gì có xa lợi, tức là mê. Tổ đã chỉ cho rồi, gõ đầu cúp một cái rồi mà cũng không hiểu. Tổ nói, nếu vậy ta gõ thêm cái nữa. Tổ bê thêm cái bức tượng gỗ xuống, để xách cái búa gõ cái bốt cái nữa. Nói nếu nó không có ngọc xa lợi thì ta chẻ thêm một bức nữa. Tức là để nói cho ông biết rằng ông vẫn còn mê, thì nay ta đập một cái búa trên đầu cho ông để ông tỉnh. Trong cái vật chất bình thường như thế này, do cái tâm ông nghĩ rằng nó linh, ông nghĩ rằng nó có cái gì linh thiêng, nó là Phật tánh ở trong đó, nhưng nó là rỗng tuếch, nó chỉ bằng gỗ, nó là vật chất, nó là cái đồ vật đi. Cái mà tâm, cái Phật tánh mà ông có trong tâm á, mới là cái Phật thiệt. Thì khi ông chẻ cái bức gỗ đó thì đột nhiên cái ông trụ trì quát nhiên ngộ, tại vì ông thấy rất rõ, ông thấy rất rõ là cái tâm của ông nó bị rung động. Từ xưa đến giờ các cái thần tượng mà ông cung kính, ông nói Phật ơi, ba bức tượng Phật tam thánh con thờ quý, bao nhiêu tâm huyết đổ dồn vào đó, mất ăn mất ngủ tục niệm cũng vào đó, tức là cái tâm cũng dồn vào đó, tức là tâm này là cái trần nè, cái biết đó là cái biết của A Lại Gia. Tổ chẻ cái bức tượng thứ nhì là đập tan mấy cái này đi, để cho ông hiểu rằng những cái mà ông tưởng rằng là chân tâm thực sự ra chỉ là vọng tưởng điên đảo của căn trần. Và tới ngay cái chỗ cái búa thứ nhì mà gõ xuống đầu cái bức tượng mà vỡ nát ra, thì lập tức ông trụ trì ông ngộ ra. Ông nói từ xưa tới nay ta mê mờ, ta chạy theo căn trần thức, ta chạy theo vọng của căn trần, ta chạy theo cái dục của cái thức, vọng của vọng, mà ta cứ nghĩ đó là chân tâm. Trong cái gỗ làm gì có ngọc xá lợi, trong cái gỗ làm gì có linh. Nhưng mà ta cứ nói rằng nó linh. Cũng như hồi đầu tiên hồi nãy ông nói là ông tới đây đấy là ông Phật. Rồi khi tôi truy ông ấy, thì ông lại né tránh. Chúng ta là những người chấp nhận xả thân đi tìm chân lý, đừng có né tránh. Tại vì ông né tránh thì ông sẽ tập cho ông, huân tập cho ông một cái tính là không dám đối diện với sự thật, mà không dám đối diện với chân lý thì không bao giờ ông tìm được chân lý. Ông muốn đi cưới vợ, ông đâu có thể là né tránh con gái. Ông thấy con gái nó đẹp, ông phải tới. Ông nói chuyện với anh thương em, anh muốn cưới em. Có bao giờ ông né tránh mà ông cưới được người ta không? Xin lỗi à, quên đi. Ông muốn tìm được chân lý, ông phải xả thân vào cái chỗ chân lý đó. Không sợ, cũng như chúng tôi này, chúng tôi đi bao nhiêu năm rồi, chúng tôi đâu có phải tài giỏi gì. Chúng tôi cũng bị những Phật tử hay là các vị sư chất vấn nhiều nhất. Nhiều khi các ngài có các tuệ giác, các ngài chất vấn chúng tôi. Và chúng tôi vỡ lẽ là học được rất nhiều, chúng tôi cảm ơn. Không có gì xấu hổ đó. Cái xấu hổ nhất là không bao giờ hỏi để làm kẻ ngu suốt đời, suốt kiếp. Cái khôn đó là thà ngu một giây để giải tỏa cái ngu trong muôn đời. Cho nên ông chấp nhận rằng á, ông nói ra đó là ông Phật, ông tin thì cái đó là tượng xi măng, ông cũng chạy theo. Phải không? Cho nên đừng có trốn. Tôi không trốn đâu, ông đừng trốn tôi. Nhá. Nào thế thì tất cả cái chuyện mà ngài đơn hà chẻ tượng gỗ là nằm trong cái chỗ này nè. Giải tỏa cái nghi tình, cái bằng bám cứng nhất ở trong đầu của ông trụ trì là ông cứ là ông Phật, ba bức tượng đó là Phật. Nhưng mà thực sự đó chỉ là gỗ. Cho nên tại sao trong 28 tổ thiền các ngài đều nói, hỏi chữ Phật là gì? Có người thì nói ta ôm ông Phật ngủ. Ai dám nói ta ôm ông Phật ngủ đi. Ông Phật đó chính là chân tâm của ta nè. Khi đã thấy nó rồi thì ta ôm ông Phật đi ngủ. Tức là trong từng hàng giây sát na ta đều sống với cái chân tâm của ta. Trong kinh A Di Đà nói nhất niệm mà mất tâm bất loạn, nhất niệm mà tâm bất loạn, tức là ở trong cảnh giới của chân tâm thường trụ, cảnh giới đó là cảnh giới Di Đà, cảnh giới Cực Lạc. Di Đà tự tánh mà, Di Đà là vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức, tâm không cái ngại, không bị ngăn ngại bởi không gian và thời gian. Thế là Di Đà tự tánh, trí tuệ nó đâu có bị ngăn ngại bởi không gian và thời gian. Bây giờ đó, bức tường để đây, nhưng mà bây giờ tôi có
có thể tưởng tượng ra được cái xe đang chạy kìa, nhìn thấy xe đang chạy, biết ở nó đang chạy vận tốc nào, đâu cần phải phá cái kiếm ra rồi lấy cái máy đo mới biết là nó chạy mấy chục cây số. Cái biết của mắt tai nhạy bén lắm. Nhưng mà chúng ta lập lẫn giữa cái thức và cái trí. Thế nào? Hàng ngày tới đây thắp nhang, quý vị nói đây là ông Phật. Giờ tôi hỏi quý vị, ái Phật là ái, ái bức tượng bằng xi măng. Ông chết đúng cái chỗ đó. Rồi kinh đó, cầm lên đọc, cái đoạn kinh này hay quá, tức là ái, ái kinh. Kẹt cứng hết, Đức Thế Tôn đó, 45 năm hoằng pháp xong, Ngài nói, những điều ta nói với chúng sanh chỉ là ngón tay và bè. Ngón tay chỉ cho mặt trăng, tức là những điều ta nói sẽ dẫn các ngươi tới chân lý. Nhưng những điều của ta nói không phải là chân lý, tức nó không phải là chân lý. Nó chỉ là phương tiện để dẫn tới chân lý. Người phải nương vào đó, người tìm chân lý. Bè để giúp người hành giả đi qua sông. Và Đức Thế Tôn cũng nói, khi đã qua sông rồi, các con phải vất bè đi. Không có kẻ ngu dại nào hơn bằng cái là cứ tiếp tục vác bè đi, đi ở bên bờ. Phải không? Để bè lại, rồi tiếp tục mà đi. Tức là những điều của Đức Thế Tôn dạy là phương tiện để dẫn người hành giả qua sông. Nói là sông vậy thôi, tức là có cái sông mê, bờ bên đây là bờ mê, bờ bên kia là bờ giác, tức là mượn cái hình ảnh, cái tỷ dụ để diễn ra một cái câu chuyện nói cho người ta hiểu. Là ở có cái sông mê, nó sâu thăm thẳm, phải dùng cái bè của Đức Thế Tôn, tức là giới, luật, pháp giới, giới pháp và luật để đi qua sông đó thôi. Chứ bờ mê ở chỗ nào, bờ giác ở chỗ nào, trong chùa nào cũng có một câu hồi đầu thích ngã, quay đầu thì thấy bờ. Thế thì cái bờ giác, cái bờ mê nằm chỗ nào? Nếu quay đầu mà thấy bờ giác ở ngay chân thì cần gì phải lội qua bên kia. Cho nên mới hạ căn, trung căn, thượng căn là như vậy, hạ phẩm, trung phẩm là như vậy, và hạ sanh, trung sanh và thượng sanh là như vậy. Ở trong kinh A Di Đà thì nói rất rõ, nhưng mà cũng có nhiều người chúng tôi hỏi, nếu con tục niệm Phật A Di Đà, con chỉ mong làm sao con được hạ sanh thôi, hạ sanh hạ phẩm thôi, tức là vẫn chấp vào cái thức, cái biết của căn trần này nè, vì cái vọng này nè, cho nên chấp rằng có cái gọi là hạ phẩm, có cái gọi là hạ sanh, rồi có cái gọi là trung sanh, có cái thượng, thượng thì cao lắm, còn mới không tới đâu. Mà quên rằng Phật tánh trong chúng sanh đều có sẵn, Phật tánh đều bình đẳng. Quý vị đang có cái thượng sanh thượng phẩm nè, không biết dài mà vứt đi, đi lượm rác nhét vào túi, hột xoàn thì dục ra, lượm rác ở bên ngoài nhét vô. Bởi vậy trong cái phẩm hóa thành của kinh Pháp Hoa, Đức Thế Tôn đã dạy rất rõ, cái niết bàn mà ta nói ra chẳng qua chỉ là cái phương tiện hóa thành. Chúng sanh nó giải đãi, nó nghe nói mà tu để thành Phật, nó nói không, bao giờ chỉ có một ông Phật thôi, tu lâu lắm vô lượng kiếp, còn bây giờ con thấy khó quá. Cho nên Đức Thế Tôn phương tiện, Ngài dẫn dụ chúng sanh, Ngài nói thôi, nếu mà tu cái pháp môn nó khó quá thì tu ráng để tới cực lạc, mà muốn tu tới cực lạc thì chỉ cần niệm Phật mà thôi, niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà nhất tâm bất loạn thì vãng sanh cực lạc. Đức Thế Tôn có khi nào nói là niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà nhất tâm bất loạn rồi là đợi chết rồi mới về khỏi cực lạc không? Không. Có Phật rước không? Không. Ngài nói rất rõ, nhất tâm mà bất loạn thì vãng sanh cực lạc. Vãng sanh là đi mà, là đến. Thế có nghĩa là ngay lúc chúng ta sống, mà nếu chúng ta thể nhập được vào cái chân tâm thường trụ này nè, tức là chúng ta được an lạc thì chúng ta đã vãng sanh cực lạc rồi. Ở nơi ấy không có sự khổ, không có sự phiền não nữa. Niết bàn là ở ngay cái lúc sống ấy. Chứ đâu phải đợi tới niệm Phật đợi chết rồi cái có là thầy lại có cốc cốc beng beng rồi cái mới vãng sanh đâu. Giờ này chúng ta tới giai đoạn này thì chúng ta đã biết rồi, có gõ bao nhiêu cái cốc cốc beng beng cũng không ăn thua gì, cục đá rớt xuống dưới giếng nó không có nổi lên, phải không? Bây giờ quý vị không có còn mê mờ cái chuyện đó nữa, rõ ràng biết rất rõ, Đức Thế Tôn dạy như vậy. Cục đá nó rớt xuống dưới giếng thì gõ bao nhiêu cái cốc cốc beng beng nó cũng nằm chìm đó thôi. Thánh tăng mà gọi nó còn không lên mà, hà huống gì là phàm tăng như chúng ta. Nghiệp lực làm cho con người cực ác phải đi xuống địa ngục, có việc có tục bao nhiêu cái nó cũng đi xuống địa ngục, mà vương đâu có thế.
Cho nên cái ái nơi tượng Phật tốt, ông cứ ái đi, kiếp sau ông có thân tướng đẹp như tượng Phật. Tại vì ở trong kinh nói rất rõ cái nghiệp là gì, ông biết không? Ông nhớ lại đi, nghiệp là cái gì? Ông, nghiệp là bằng cái hành nè, có ý nè, hành có tác ý, lặp đi lặp lại nè. Ông tác ý, ông nói rằng tượng Phật đẹp, tôi ái tượng Phật tốt, cái đó không có sai. Ông hành, ông đi tới chùa, ông cúng kiến thắp nhang cho tượng Phật tốt, không có sai. Cái hành động nó lặp đi lặp lại, tốt, không có sai. Ba yếu tố này, một, hai, ba, phương trình nói rất rõ ràng là ông đang tạo nghiệp, nghiệp đó là nghiệp thiện. Ông kiếp sau sẽ sanh trở lại đây và ông sẽ có thân tướng đẹp như bức tượng như vậy. Tại vì ông cung kính, ông có tiền, bao nhiêu ông để dành, ông mua nhang, ông cúng. Rồi ông hằng ngày ông đổ xăng, ông tới đây ông chỉ lại Phật. Như bức tượng như vậy. Bảo đảm với ông trong kinh sách nói không hề sai là ông đang tạo nghiệp. Hành động có tác ý được lặp đi lặp lại nhiều lần. Công thức rất rõ. Thì ông sẽ quay trở lại đây, nhân quả ông sẽ hưởng được cái quả đó. Ông sẽ có thân tướng đẹp như bức tượng. Nhưng nói rằng để thoát ly sanh tử thì ông quên đi. Sao? Tại vì ông không thấy tánh. Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Thế Tôn nói rất rõ cho ngài là người tu Phật mà không thấy tánh thì giống như lấy cát sỏi mà mong nấu thành cơm. Cát sỏi thì nóng mà không bao giờ thành cơm được. Cho nên nó niệm Phật mà không thấy tánh thì cũng quên đi. Tánh đó là gì? Là cái biết của cái trí đó này. Niệm Phật mà nhất tâm bất loạn, tức là dứt mặt các tư tưởng, một niệm cũng không sanh nữa, không vọng nữa, không vọng của cái thức này nữa. Thì đương nhiên đó là ở trong cực lạc, là lúc bây giờ sống cũng ở trong cực lạc rồi, chứ không phải đợi tới chết. Bảo đảm 100% là vãng sanh cực lạc. Cho nên không thể nào mà niệm ít. Hôm trước bác đây nói một câu chúng tôi rất cảm động, là có một vị thầy đó dặn các bác nó cố niệm 50.000, 70.000, là các vị thầy đó phương tiện đó. Biết rằng các bác á, niệm mua nổi cho nên khuyến khích nói 30.000, sau tăng lên 50.000, sau tăng lên 100.000. Để chi vậy? Để nói rằng các bác hãy niệm liên tục. Cái quan trọng là hãy niệm liên tục, không ngừng nghỉ. Nhưng mà lúc đầu bảo niệm liên tục thì thôi con niệm không nổi đâu, con phải nghỉ chứ, còn đi ăn, còn nhớ con, nhớ vợ, nhớ chồng, nhớ em, nhớ xe, nhớ cổ, nhớ đủ thứ nữa. Phải có nghỉ chứ, nghỉ để đi nhớ chứ gì. Tức là bây giờ niệm Phật được bao nhiêu? Một ngày 24 tiếng đồng hồ niệm Phật được 5 phút. Niệm Phật 5 phút thì tới đâu? Tới bèo lè. Rõ ràng chứ còn gì nữa. Còn lại 23 giờ 55 phút là vọng này, là tạp niệm. Cây lúc sống nó nghiêng hướng nào thì khi chết nó đổ về hướng đó. Phật dạy đàng hoàng ở trong Kinh Nikaya. Cây lúc sống nghiêng về hướng nào, quý vị huân tập cứ tới làm cái việc đó thì bảo đảm sẽ được cái đó. Tới cứ ái nghe Phật đi thắp nhang, kiếp sau thân tướng đẹp, nhưng mà thoát ly sanh tử thì không có đâu. Kinh dạy rất rõ ràng như vậy. Kể cả quý vị tới đây nghe Pháp nè, mà khởi cái tâm ái ưa thích Pháp, vì tham nghe là cũng dính mắc ở chỗ nghiệp này, nghiệp thiện. Kiếp sau á, quý vị á, nói ra một lời, nếu có đầu thai á, là người á, nói ra một lời là người ta sẽ nghe, tại vì nghe bằng chánh pháp mà. Nghe bằng chánh pháp thì cái miệng nói ra sẽ bằng chánh pháp. Quý vị chưa mở miệng là người ta đã tin, quý vị ta đã nghe rồi. Nhưng nếu quý vị nói là con tu để thoát ly sanh tử thì đường còn xa lắm. Nếu không, không thấy tánh. Cho nên cái tâm này nè, mình phải hiểu rõ ràng, tâm này tâm giải, tâm thật. Tâm mà do căn trần đó là tâm vọng, do thức cái đó là không thật. Nhưng mà hàng ngày mình kéo bị điên đảo, mình coi nó là cái thật. Còn cái thật là cái trí này mình không biết. Rồi, xin mời. Thế vậy con nghĩ là anh đây mới hỏi là nếu mà ái cái Đức Phật, tức là ái Ngài Thích Ca, thì có phải là vô minh hay không? Vô minh. Vâng, đó là ý của anh. Tại vì có đối tượng. Hay có đối tượng thì có nhân ngã. Tức
cái ông Phật bên ngoài, tức là ông vọng, ông theo căn trần. Ông vọng cái gì? Tai nghe, đọc sách, bắt đọc sách, nói có ông Phật Thích Ca 2.500 năm trước như vậy, như vậy, như vậy. Đức Thế Tôn, những cái lời dạy của Đức Thế Tôn, Ngài cũng nói những điều ta dạy cũng không phải là chân lý. Đức Thế Tôn dạy cái đó không phải là chân lý mà ông lại nói là chân lý, tức là ông đi ngược lại lời Phật. Ông hiểu không? Thì là phương tiện để giúp mình quay lại bản ngã của mình. Ví dụ mình nói là ái người đẹp là vô minh thì đúng. Nhưng mà còn trước trong bất chánh đạo đó là chánh tinh tấn, nếu mà không ái tinh sách thì sao đạt được chánh tinh tấn của bất chánh đạo? Mà không có nhờ ái mới được. Có ái mình mới thích, như là mình thích kinh hưởng ái mới tới đây, ái việc làm ái mới dẫn đi chùa. Nếu không đúng vậy, đúng vậy. Nhưng mà khi ông tới rồi đó, ông phải dẹp cái ái đó đi. Ông nghe, ông hâm mộ, ông muốn tìm hiểu, đó là ái. Mà ông dính mắc vào cái ái là ông kẹt. Tại vì những điều của Đức Thế Tôn dạy, mà Đức Thế Tôn nói chỉ là bè qua sông, là phương tiện để cho người hành giả thấy cái chân lý, không phải là chân lý. Ông phải xả. Đó là chấp từ. Ông phải xả. Chưa đâu, bởi vậy cho nên cái tâm đó, nó phải có từ bi, hỷ, xả và kham nhẫn. Chưa, cái này còn giai đoạn sau. Thì bây giờ ông ái cái tốt thì ông cứ ái, tôi không có pin, tôi không có bài bác. Không, ông ái thì ông cứ ái. Ái tốt thì nghiệp tốt, thì nhân tốt, quả tốt. Tôi đã nói rồi, kiếp này ông ái cái tượng Phật, kiếp sau ông sẽ đầu thai làm cái con người xinh đẹp như bức tượng. Đó là mục đích của ông thì ông đạt được. Còn nếu ông nói rằng không phải mục đích đó, mà mục đích chính của ông tới chùa là để giải thoát, thì quên cái chuyện ái đi, ông phải xả. Tại vì còn có đối tượng, còn có dính mắc, tức là sắc, thấy không? Sắc thọ tưởng bị ngũ uẩn đánh lừa. Ông tới đây ông muốn nghe pháp là ưa thích, ái khởi lên rồi, có đối tượng và pháp muốn nghe. Nhưng mà ông phải xả, ông cái đó chẳng qua chỉ là thầy Minh Tâm nói cái phương tiện như vậy, và ta dựa cái đó làm cái bè để ta đi qua sông. Chứ đừng có chấp rằng những lời của thầy Minh Tâm nói là chân lý. Đức Phật còn nói không nói là chân lý thì thầy Minh Tâm chẳng là cái gì hết. Quý vị rõ chưa? Cái ông Phật chính thực là ông Phật ở trong, trong tâm quý vị đấy. Chúng tôi chỉ có nhiệm vụ chỉ cho quý vị biết rằng trong tâm quý vị đang có Phật, đang có những viên ngọc, đừng quên. Để kết thúc, chúng tôi kể cho quý vị nghe cái câu chuyện nó nhỏ. Rồi chúng ta sẽ làm cái lễ cho một vị xuất gia. Có một người nhà quê, nó đi mất con gà, nó ra cái miễu ở đình làng, nó thấy có cái bếp, nó quỳ xuống nó lại, con lại ông thần táo, con mất con gà, nếu ông cho con kiếm, con cúng một nải chuối. Quả thật, ông kiếm được nải chuối, ông cúng con gà. Rồi sau đó cái đồ thì ở trong hàng xóm, ông đây, cái ông thần táo lên, tôi cầu cái gì được cái đó, người ta tới cúng này cúng kia, mất là đều cúng được. Lý do tại sao? Có một con ma đói. Nó đi ngang, nó thấy có cái thằng cha cù lần này, nó quỳ xuống nó lại cái bếp, nó biết ngu dễ sợ. Nhưng mà nó là ma thì nó thấy con gà ở đâu chứ, mà nó đang đói, cho nên nó chỉ ông đi kiếm được con gà thì nó lấy được nải chuối, nó no bụng. Rồi người ta cứ thế là cúng lâu ngày rồi, tức là canh trần nè, và cái thức này nè, nó huân tập lâu ngày rồi, cái con ma đó nó cứ tưởng nó là ông thần táo thiệt, có thần linh à, nó bám vào đó, nó không có đi được. Một bữa nọ có một thiền sư đi ngang, ông nghe người ta nói cái thần táo linh, ông cầm cái gậy ông gõ vào cái bếp, ông nói mày là đất sét mà thành, mày do đất sét là làm thành, linh ở chỗ nào? Ông gõ cái cốt một cái bếp nó vỡ ra. Thì sau đó chừng 2 phút có một ông quan đội mão đàng hoàng tới lạy ông thiền sư, nó bạch ngài: bấy lâu nay con vướng vào đây, con cứ tưởng con là ông thần táo thiệt, mà con chết ngất ở đây, con không có ra khỏi sân tử. Nay nhờ ngài nói con tỏ ngộ được cái tánh của con, cho nên nó con thoát được khỏi sân tử, con lạy ngài 3 lạy rồi con đi. Ông thiền sư nói: ta có làm gì đâu, ta nói cái của nhà ngươi có sẵn thì ta có cho nhà ngươi gì đâu. Nhưng mà cái ông quan kia ông nói, cái hồn ma nói, nhờ ngài nói con mới thấy được cái của con. Thế thì ngày hôm nay cũng thế, chúng tôi đến đây nói cho quý vị nghe những cái gì của quý vị có rồi,
chúng tôi chẳng cho được cái gì đâu. Còn nếu quý vị vẫn mê mờ chấp cảnh thì quý vị cứ chạy theo trận. Tượng Phật nói linh hay không thì do ngã, linh tài ngã, bất linh tài ngã. Đừng có nói chùa này không linh, chùa kia không linh, minh sư này dở hay minh sư kia giỏi, không có người nào minh sư đâu. Quý vị là minh sư của quý vị. Nếu quý vị không thấy được thì quý vị lạc đường, thì sanh tử luân hồi thôi. Rồi chưa? Rồi bây giờ chúng ta hồi hướng, rồi cái chúng ta làm cái lễ cho một cô xuất gia. Chúng sanh